đây rồi. Úi ôi, đây rồi, hàng 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 rồi anh em ơi. Đây rồi. Úi ôi, đây rồi, hàng 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 rồi anh em ơi. Wow wow wow, rúc rúc rúc. Hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Mỗi lần nô lưỡi mới về quá này, em lại vác đi đánh test xem chất lượng có ok không để lưỡi AK anh em mai ra sông quất. Chất lượng AK này. Hàng lần nào nô mới về thì em cũng vác đi đánh thử. Đấy. Này nhà đang bảo hàng chuẩn bị đi, em với anh Nam về. Tầm này là 10 giờ. Bắt đầu là chuẩn bị sắp đồ là sáng mai đi sớm anh em ạ. Bây giờ ta xem cái hũ mồi nhé, xong rồi chuẩn bị lên đường các bác ơi. Đây hũ mồi đây anh em này. Trời hôm nay thì toàn sao bác. Miền Bắc này nắng lắm, nắng mấy ngày liền này. Mai dự là sẽ nóng to đấy. Đây là hũ mồi huyền thoại em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn lại cho anh em bảy mồi cách chi tiết nhất. Đấy, có nhìn em ủ. Wow. Đấy nó bốc hơi anh em ạ. Đấy ủ chuẩn nó mà như thế này đấy. Ôi giời. Đây là trong tối nó không màu nó đấy anh em quay màu vàng tươi luôn. Tức là rất là chung là khi mình bỏ ra đấy mới đầu anh em chưa ngửi thì cảm giác khó chịu luôn mà em ngửi nhiều quen thấy là thơm quá. Đấy, chua thơm đấy. Mùi này mở ra cả làng người thấy. Cái nước bên trên thì có vẻ như nó hơi xỉn xỉn màu kiểu như là nước không khí mình nó nhiều quá đấy. Mình đẩy không chặt thì nó cũng hơi xỉn màu nhưng không sao anh em, cái này để có vài năm. Các bác để như kiểu rượu các bác để lâu đánh càng nhạy. Bây giờ em xúc một ít xong rồi em phối mồi em ủ là mai sáng mai em đi đánh luôn. Em đánh đòi em toàn đánh đô phi thành ra là em sẽ đánh trực tiếp mủ chua các bác nhá. Em sẽ không phối thêm gì đâu, em chỉ cho cắm gà với bột mì cho mồi nó dẻo đấy, đánh ok thôi chứ không chuối trước gì. Bây giờ mùa này nó không có chuối mấy. Thì mua chuối nó xa mất công đấy, là chỉ đánh mỗi ủ chua không các bác nhá. Nước nó bốc hơi còn đang chảy. Xúc đồ mà chuẩn bị đi anh em ạ. Mấy ngày hôm nay trời thời tiết miền Bắc nó nắng lắm anh em ạ. Nắng này cá thích ăn ủ chua là chính, cho nên là nay em mang nhiều ủ chua phết quá. Đánh ổ mấy bó mồi các bác nhá. Được cái có nắng có gió mà nó mát anh em ạ. Giải vùng cho cá nó vào. Dự là phao này này anh em ngắm sẽ rất là đẹp đấy. Ok đấy. Rồi, sầu bây giờ nhất định đánh bó mồi anh em nhé. Sầu lắm chỗ này nó rồi, mét rưỡi nước rồi. Đánh cho em xem ủ chua này. Quấy. Tơi xốp. Đánh ủ chua số nó nhiều, nọ mà đi đánh lên toàn vược. Toàn vược mới đô phi khủng sướng. Anh em thấy sóng gió kiểu gió to mấy phao bầu 20 nói chung là nó đứng tương đối là yên đấy. Cái này mà cho nụ nữa thì không yên một tí nào luôn. Đây em đang đánh bằng cánh ấy. Phao 20 đánh chắc chân lắm. Thank you.
Đây rồi. Ui dồi ôi, đóng hàng anh em ơi. Đóng hàng. Wow, rô phi cụ. Ui dồi. À chà. Con này to. Mày chạy đâu? Rô phi cụ anh em ơi. Trời ơi, con này to. Chạy đâu em ơi? Wow. Cái này phải vật các bác ơi. Vật. Trời ơi, rô phi to chưa các bác ơi? Vật. Vào đây. Mày đây này, vào vật. Ok. Chạy vào mắt. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi, con rô phi to quá. Úi giời, dậy. Úi trời, rô phi to chưa anh em ơi, này dễ vào mắt. Đóng vào. Kinh thật. Sức quá trời. Con này nó khỏe phết. Ra rồi. À chà. Hàng xịn đấy anh em ạ. Vật nuôi nữa rồi. Ok. Trời. Wow, hàng phi to chưa anh em ơi. Kinh con này. Úi giời. To này bự chả bá luôn. Anh em nhìn bàn tay của em này. Sợ chưa? Rô phi ngon đấy các bạn. Kiếm cái dọ cho đây ạ. Bây giờ phải khoét cái lỗ đây nằm cái chỗ thả dọ vào các bác ạ. Khoét lỗ. Ôi, lắm bèo lắm. Quả này cây gì cũng chẳng thơ bèo. Wow, còn to chưa anh em ơi. Dã man, trò ngay túi. Sợ thật đấy. Đóng cá rô phi phải thế này nó mới sướng các bác nhỉ. Ấy giời. Con này các bác đoán bao cân? Con này em đoán chắc tầm khoảng 1,5 cân. Hàng đẹp, thôi cho luôn rõ các bác nhá. Ok. Tuyệt vời. Sâu lắm rồi, nó chết mất. Đạp đấy các bạn. Trời, anh em thấy đóng quả có phê không? Kéo ra rạt sướng. Mùi anh ok đấy. Đợt này em đánh em không cho chuối, thành ra là không bắt được chép mấy. Nói thẳng ra là đợt này không bắt con chép nào không cho chuối thì chép mấy hiếm ăn lắm. Bởi vì em thích bắt rô phi hơn. Chép thì toàn cái tầm bé bé, bé toàn xương. Toàn cho chó thì không ăn được. Rô phi mới là ngon. Rô phi mới là ngon, mới là đẳng cấp các bác ạ. Ngoài sâu lắm. Ok. Kinh này, sâu thế nhỉ. Này là cho cái phao nó cao thì nữa nhỉ. Chờ đến cá khả năng hạt chặn nó chạy không được. Sâu kỹ khủng luôn. Rồi. Để vậy là ok đấy. Ngồi chờ cá vào đói quá anh em ạ. Mua cái bánh ngồi gặm đó. Ngon. Phê quá. Anh em nhìn này, nếp này. Béo ngậy luôn. Ngon thật.
Đây rồi. Úi giời, đây rồi, hàng rồi anh em ơi. Đây rồi. Úi giời, đây rồi, hàng rồi anh em ơi. Wow, rút. Hàng rồi. Úi giời, rút cụ. Bò vào đây. Bò. Úi rút cụ anh em ơi. Về chưa? Úi, cho chó vừa tao xài đó. Chỉ nó đóng mỗi một nưỡi thôi anh em ạ. Móc vào đây thôi. Ủa chết rồi. Móc vào vật. Đấy. Đấy. Ok. Mày chết chưa? Lên. Hàng xịn luôn. Ui, hàng xịn anh em ơi. Úi trời ơi, đồ phi to chưa? Ui trời ơi, đồng đồ phi to chưa anh em ơi? Ui, đóng một nữa vào bụng mày. Rồi. À chà. Ui, vật ngay mà cái lưỡi cứ sợ là đánh toạc thịt nó mất. Kéo con này, kéo hay thật đấy. Rít. Ok. Trời ơi. Ui anh em ơi, đấu đô phi to chưa? Ui trời ơi. Dã man chưa bằng, bể đây anh em xem nhé. Ui trời ơi anh em, mình đô phi khiếp khủng. Trời ơi, con này. Các bạn nhìn con này có bao bảo 3 cân không? Dã man, không con này chắc chỉ 2 cân, 2 cân rưỡi. Sợ thật cho bàn tay em này các bạn, bàn tay bé tí luôn. Đỏ lánh ổ hay gặp hàng khủng thế nhỉ? Con này thít phê thật các bạn. Cho luôn túi anh em nhé. Ui, anh em thấy khiếp khủng tạm không? Aman, cho túi nhanh, không nó chết mất. Trời ơi, wow đây. Đấy. Út này vào. Anh em thấy đánh mồi ủ chúa thích không? Cá nó kéo sướng thật đấy. Phê kinh thật. Vào. Đánh rô phi ở cái tầm cá mà như thế giật nó mới sướng các bạn ạ. Lại bé giật không thích. Mồi hơi mềm. Ok. Đây rồi, mày chạy đâu em ơi? Đây rồi. Ui. Hàng rồi anh em ơi. Mất rồi. Ý giời, nó đóng ngay cái bèo anh em ạ. Còn nó rô phi không ấy. Ý giời ơi. Ý thế. Phí quá anh em, còn nó khôn thật. Có tí bèo kia mà nó lại chạy xuống đây được. Tải con này.
ăn cái gì mà khôn thế. Nó to như cá. Con đấy cũng to luôn đấy anh em. Nó phí quá. Nó khôn thật, mà nó khôn. Phải nói con này nó khôn mà nó hên thật anh em. Vậy mất được tài. Quả mất quá ngơ ngẩn. Đóng thắng bụng đấy mà quả đóng mũi nữa. Đau thật. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Ui đây rồi hàng rồi anh em ơi. Ui lại rô phi cụ. Rô phi cụ anh em ơi. Rô phi xịn nhá. To chưa? Ui đóng đúng bụng. Ô trời mãi. Rô phi đạt. Trời ơi, hàng đồ cũ chơi anh em ơi. Này đóng đi xoài. Vừa mất con phải ngang cơ con này đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, thấy anh em ấy đánh, chỉ đánh nục mới gặp được cái loại hàng to này. Phê quá. Đấy, đừng dãy, càng dãy càng cắm. Đây, em đang gỡ một tay quay máy này các bác này. Đóng phạt ao liệt. Anh em nhìn phê chưa? Trời ơi. Ô đừng dậy. Con này ăn bao nhiêu cám rồi đấy. Ăn bao nhiêu mồi ủ chua của anh à. Đấy các bác nhìn phê không? Đấy anh em mình có phê không? Hàng thế này các bác đi câu lục ở dưới này nó mới đã đời đúng không? Sướng quá. Cho rõ các bác nhá. Sướng quá anh em ơi. Quá ha. Toàn hàng to. Tuyệt vời. Ba cái mắt. Quá phê. Thành quả của em các bác này, hôm nay lên toàn rô phi cụ các bác. Ui dồi ôi. Này anh em nhìn toàn con nó phật phật bàn tay, cảm giác nó đã đời. Nhớ lên cho anh em xem thành quả nhá. Phê quá. Cho các bác xem. Đây. To đôi bả bàn tay của em ấy, sợ thật. Cầu cá này mới là cầu cá, phê quá các bác. Anh ố phải như thế này nó mới chất nhá. Con này nghĩ nó chắc nó phải 2 cân ấy. Đấy 2 cân các bạn, to lắm. Rồi, tạm biệt vùng đất này đây, về rồi các bác ạ. Đồ câu lục Phương Thảo Fishing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083.